Thưa quý vị và các bạn, việc học có tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của mỗi con người. Học tập là một quá trình dài, là một cách để con người tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, mở mang trí óc để khám phá những điều hay lẽ phải. Học là việc cần thiết suốt đời, bởi tri thức nhân loại là một kho tàng vô cùng phong phú. Nó như biển cả mênh mông mà sự hiểu biết của con người lại có hạn. Học tập luôn là nền tảng để làm giàu và thành công trong tương lai. Nếu không thực sự có kiến thức vững vàng, thì thành công sau này chỉ có thể có được nhờ vào may mắn. Làm thế nào để học giỏi là một câu hỏi khó và phải trả lời tùy vào năng lực và môi trường của mỗi học sinh. Để việc học trở nên hiệu quả, trong chuyên đề mỗi tuần một cuốn sách nhân dịp năm học mới 2019-2020, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới tất cả bạn đọc học sinh trung học phổ thông cuốn sách Để học giỏi của tác giả Nguyễn Hữu Tuấn. Với kinh nghiệm thực tế của tác giả cùng những thống kê ghi nhận các chia sẻ về thói quen và kinh nghiệm học giỏi từ một số học sinh sinh viên xuất sắc từng đoạt các giải thưởng quốc tế và quốc gia, hy vọng cuốn sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho các bạn trẻ. Để việc học trở nên hiệu quả, theo tác giả, bạn cần có thái độ học tập đúng, động cơ học tập rõ ràng và biết tạo cho mình những thói quen tốt, hạn chế, loại bỏ những thói quen xấu gây ảnh hưởng đến quá trình học. Thói quen học tập tốt bao gồm việc học có mục tiêu, có kế hoạch, có phương pháp, cùng các hoạt động tích cực đối với học tập. Nếu bạn có nhiều thói quen xấu hơn thói quen tốt, thì cuộc sống, việc học tập và tương lai của bạn đều sẽ vấp phải khó khăn. Vì vậy, bạn cần loại bỏ những thói quen xấu làm ảnh hưởng tới học tập và cuộc sống của bạn. Việc học của học sinh thời nay là vô cùng cần thiết. Với xu thế hội nhập, học sinh ngày càng phải trau dồi vốn kiến thức hiểu biết của mình. Hành trang để vào đời chính là những kiến thức mà chúng ta tích lũy được. Vậy nên ngay ngày hôm nay, các bạn cần học tập một cách nghiêm túc để có những kiến thức bổ ích cho bản thân và cống hiến sức mình cho xã hội. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.